cái thứ nhất là chúng ta sẽ import vào một số cái hình. Rồi. Thì ở đây ví dụ là chúng ta tái hiện một cái, chúng ta dựng một cái cảnh quay giả ở trong After Effects. Chúng ta đây là cái cách thức thứ nhất, là chúng ta sẽ sắp xếp các cái layer ở trong không gian 3D để mà tạo cho nó một cái tính parallax, đúng không? Thì để mà thực hiện cái việc tạo nên một bối cảnh, chúng ta có thể lấy những cái yếu tố hình ảnh núi non sông núi. Ha, những yếu tố đó chúng ta lấy, chúng ta có thể tìm trên mạng, hoặc là người, như mình nói là có những cái bộ phận người ta sẽ thiết kế cho chúng ta. Ha. Thì khi mà chúng ta có cái hình rồi, chúng ta sẽ tách những cái lớp ra, chúng ta tách lớp ra. Để đây ví dụ với cái hình núi non này, chúng ta có thể tách ra thành cái hình ngọn núi không, đúng không? Đó, thì chúng ta ra một cái lớp. Rồi chúng ta có thể tách cái bầu trời ra riêng, và có thể là chúng ta sẽ pen fix thêm một chút, chúng ta vào Photoshop chúng ta clone ra một chút để mà chúng ta tạo ra một bầu trời full. Tại vì cái hình ảnh gốc á thì cái bầu trời nó chỉ, nó bị che bởi ngọn núi, nó chỉ đến khoảng này thôi, thì chúng ta sẽ pen fix, chúng ta xử lý ở trong Photoshop để chúng ta mở rộng cái bầu trời này ra, đúng không? Thì tất nhiên cái này là chúng mình tự làm, cho nên là nó cũng không có phải là cái gì nó quá nghệ thuật, đúng không? Mình không phải là bên phía bộ phận nghệ thuật. Rồi, đây là ví dụ chúng ta có thể lấy thêm những hình ngọn núi gì nọ ở trên, có thể là trên mạng hoặc là đâu đó chúng ta để lấy ra. Chúng ta để lấy những cái yếu tố như là những cái tảng đá này nọ ra, chúng ta cắt ra, chúng ta lấy ra những cái hình ảnh có cái kênh alpha để sẵn sàng để chúng ta thực hiện ha, đúng không? Đấy, chúng ta tách nó ra để chúng ta làm có cái kênh alpha. Rồi thì bây giờ mình tạo một cái composition, và bây giờ thì chúng ta sẽ lôi những cái yếu tố đồ họa nãy giờ chúng ta có, người ta gọi là asset, chúng ta lôi vào. Thì đầu tiên mình sẽ đưa vào cái ngọn núi của mình. Và mình sẽ biến nó thành một cái layer 3D luôn. Và sau đó là mình sẽ tạo camera, đúng không? Rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục lôi vào những cái yếu tố còn lại. Cái thứ nhất là chúng ta sẽ lôi vào cái bầu trời. Mình cũng sẽ biến nó thành một cái layer 3D. Và để mà sắp xếp những cái layer này trong không gian 3D thì mình đã biết rồi, đúng không? Chúng ta sẽ bật hai cái view lên để chúng ta quan sát, và chúng ta sẽ thay đổi cái trục Z của những cái layer này để mà tái hiện lại cái không gian 3D. Thì chúng ta sẽ, cái bầu trời nó là cái vật thể xa nhất, chúng ta sẽ kéo nó ra thật là xa khỏi cái camera. Và chúng ta sẽ chúng ta đẩy nó ra theo trục Z thì nó sẽ nhỏ lại, đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ việc chúng ta scale nó lại để nó trở lại cái kích thước ban đầu. Cái ngọn núi này thì chúng ta sẽ cũng sẽ đẩy nó ra một chút. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái ngọn núi ở phía xa. Thì mình sẽ lấy cái layer ngọn núi này chúng ta bỏ vào đây. Chúng ta cũng sẽ biến nó thành một cái layer 3D. Và mình sẽ chỉnh màu nó một chút, đúng không? Những ngọn núi phía xa thì thường nó sẽ nhạt màu hơn, đúng không? Chúng ta cho nó nhạt đi một chút. Và ngọn núi này nó sẽ ở xa hơn cái ngọn núi, cái bối cảnh chính của mình, thì chúng ta sẽ đặt nó khoảng này.
và gần đâu đó gần cái bầu trời của mình ha. Chúng ta sẽ scale nó lên trở lại. Rồi. Và đâu đó thì chúng ta sẽ cần một cái có thể là cần những ngọn núi ở gần để làm cái tiền cảnh. Thì cái này chúng ta cũng lôi cái hình ảnh này vào và chúng ta sẽ biến nó thành cái layer 3D. Với cái layer này thì chúng ta sẽ kéo nó vào gần cái camera của mình. Chúng ta sẽ scale nó nhỏ lại một chút. Chúng ta cũng sẽ cho nó rồi à. Rồi. Đấy thì đây là chúng ta đang bố cục các cái layer ở trong cái không gian 3D. Các bạn thấy là có xa có gần đúng không? Và chúng ta có thể xem bật cái custom view lên. Chúng ta xem cái cách bố cục của những cái layer này trong trong không gian 3D của chúng ta. Thì các bạn thấy là cái ngọn núi gần nhất. Cái close up thì chúng ta ở gần camera, sau đó thì đến cái bối cảnh chính của mình và đến cái ngọn núi ở phía xa và cái bầu trời đúng không? Đó, đó là những cái bố cục của cái scene của mình. Rồi. Thế thì các bạn thấy như vậy thì chúng ta có thể với cái cách bố cục như này trong không gian 3D thì chúng ta có thể khi chúng ta di chuyển cái camera đúng không? Thì nó sẽ tạo ra cái tính parallax. Tính parallax là như thế nào? Có nghĩa là những cái vật thể ở phía xa nó sẽ có cái tốc độ di chuyển nó khác với những cái vật thể ở gần của mình đúng không? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta có thể dùng camera của mình, chúng ta có một chút cái tạo một chút cái chuyển động cho cái cảnh quay của mình. Cho cái này nó gần lại một chút. Thì như vậy là các bạn thấy ví dụ chúng ta di chuyển cái camera cho nó có một chút cái chuyển động thì các bạn thấy rõ ràng là chúng ta có cái tính parallax nó xuất hiện ở trong cái cảnh quay của mình. Tức là sao những cái vật thể ở gần chẳng hạn như là cái ngọn núi này, ngọn núi mà gần cái camera nhất thì nó sẽ di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những vật thể ở xa đúng không? Đó, và ví dụ như là cái bối cảnh chính của mình nó sẽ di chuyển với cái tốc độ cũng khác so với cái ngọn núi ở phía xa và so với cái bầu trời. Thì các bạn thấy là đây là cái tính chất parallax đúng không? Đó, và chúng ta dùng cái này để chúng ta tạo ra những cái bối cảnh ảo, nó cũng có tính chất 3D trong đó đúng không? Và ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái camera của mình để chúng ta mình sẽ bật cái gì cái depth of field lên đúng không? Thì với cái depth of field thì các bạn sẽ chúng ta sẽ những cái vật thể mà trong cái tiêu cự thì nó sẽ rõ đúng không? Trong cái vùng focus của cái camera nó sẽ rõ, còn những cái vật thể ở xa và quá xa hoặc là ở quá gần thì nó sẽ mờ. Đó thì cái đó thì chúng ta có thể thay đổi cái
cái focus distance để chúng ta thực hiện cái việc đó, đúng không? Đấy, thì với cái depth of field này các bạn thấy khi chúng ta enable nó thì cái vùng mà chúng ta đang target, tức là cái layer chính của chúng ta thì nó nằm trong vùng target, thì nó sẽ không bị blur. Còn những cái vật thể như là cái ngọn núi phía xa hay là những ngọn núi ở gần cái camera thì nó sẽ mờ, thì đó là sẽ giúp cho chúng ta tạo thêm một cái gọi là cái cảm giác về chiều sâu trong cái scene của mình, đúng không? Đó. Thì ví dụ khi mà sau này chúng ta thực hiện những cái project thực sự, thì ví dụ có những cái bên bộ phận người ta thiết kế ra cái artwork cho mình, người ta thiết kế sẵn núi non rồi những cái yếu tố trong cảnh quay cho chúng ta, thì chúng ta đưa vào, chúng ta sẽ tách lớp giống như thế này, chúng ta sẽ tách ra từng cái asset như thế này, và chúng ta sẽ sắp xếp lại trong cái không gian After Effects. Chúng ta biến nó thành những cái layer 3D để sao? Để mà tạo ra cái tính parallax khi mà chúng ta di chuyển camera, đúng không? Để tạo thành một cái bối cảnh ảo. Đó. Thì đó là khi mà chúng ta có cái sự hỗ trợ của cái bộ phận thì đây là chúng ta ứng dụng một số cái tính năng về camera cũng như là layer 3D. Nếu mà chúng ta chuyển sang cái 3D renderer, là thay vì là classic và chuyển thành cinema 4D, thì bù lại thì cái camera của mình nó sẽ mất cái tính năng depth of field, nhưng mà bù lại thì nó sẽ có thêm cái tính năng là bẻ cong cái layer mà hôm bữa mình có nói. Thì cái tính năng bẻ cong layer này nó sẽ giúp chúng ta trong một số trường hợp, chẳng hạn như là với cái bầu trời này chẳng hạn, đúng không? Với cái bầu trời này, cái layer sky này, thì chúng ta có thể bật cái layer sky ra, chúng ta mở cái geometry option. Chúng ta sẽ cho nó một cái độ cong. Các bạn thấy cái layer này nó sẽ biến thành cái layer có cái độ cong. Thì các bạn thấy chúng ta sẽ thay đổi cái độ cong tùy vào cái ý muốn của mình, và tất nhiên là sẽ tăng cái segment này lên để cho cái độ cong nó mượt hơn, cái layer mình nó có cái độ mượt tốt hơn. Thì với cái việc mà vẽ cong cái layer này thì nó có cái hiệu quả như thế nào, thì đôi khi với những cái cảnh quay mà chúng ta có thực hiện những cái chuyển động camera mà nó xoay đấy, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một cái nhìn tốt hơn với cái bầu trời của mình. Ở đây ví dụ chúng ta mình sẽ rotate cái camera một chút, đúng không? Mình sẽ key cái y rotation. Ta sẽ mình sẽ giảm cái resolution xuống một chút. Và đẩy cái camera vào một chút. Đồng thời là scale cái bầu trời này lên để nó cover được cái nó không có bị lòi ra khỏi cái bối cảnh của mình. Đấy, thì các bạn thấy là với những cái cảnh quay ví dụ chúng ta có cái chuyển động camera nó xoay một chút, thì rõ ràng là với cái bầu trời của mình mà nó có cái độ cong, thì các bạn thấy là nó sẽ tự nhiên hơn nhiều
sau cái việc là cái bầu trời của mình nó đang chúng ta đặt trên một cái layer phẳng đúng không? Ở đây ví dụ là chúng ta tách cái curvature này đi. Đó, thì các bạn thấy là cái chuyển động bầu trời của mình, các bạn thấy nó sẽ giống như là trên một cái tấm phẳng, một cái tấm plane, nó không có tự nhiên, đúng không? Thay vì là chúng ta cho nó một cái độ cong, thì khi mà chúng ta có cái chuyển động camera thì cái bầu trời nó sẽ nhìn nó tự nhiên hơn. Đó là một cái trick mà chúng ta cũng có thể áp dụng trong những trường hợp là cho những cái layer mà nó có cái độ phủ rộng như là bầu trời hay là những cái bối cảnh lớn này, chúng ta có thể cho nó một chút cái curvature vào đó ha. Thì cái này thì chỉ áp dụng được trong cái trường hợp là chúng ta sử dụng cái engine là Cinema 4D đúng không? Mình đã nói rồi, chỉ có Cinema 4D nó mới hỗ trợ cái việc này. Bù lại thì nó sẽ làm mất của chúng ta một số cái tính năng, chẳng hạn như là cái depth of field của camera, rồi một số tính năng về blending mode chúng ta sẽ mất. Thì bù trừ lẫn nhau, bù trừ lẫn nhau ha. Đấy, thì qua cái ví dụ này cũng đơn giản thôi, thì cho các bạn thấy cái cách mà chúng ta bố trí những cái layer trong không gian, trong bối cảnh 3D để mà ta tạo thành một chút cái cảnh quay nó có cái độ sâu, nó có cái parallax ha, để chúng ta tái dựng lại một cái bối cảnh nào đó.